Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình ra sân bay Nội Bài để mình đi Cần Thơ các bạn ạ. Hiện tại mình đang đứng ở trước cái nhà ga T1, nhà ga nội địa các bạn ạ. Để đi vào check in để đi Cần Thơ các bạn ạ. Đây là quang cảnh xung quanh ở nhà ga T1 của sân bay Nội Bài. Đây các bạn đấy. Xin chào cả nhà nhé. Hiện tại mình đang đứng trước ở nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Bây giờ mình chuẩn bị đi vào check in để đi Cần Thơ. Đấy, ở phía dưới là bên trong sân bay, hàng hóa đang được xếp lên máy bay các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình đi vào trong nhá các bạn nhá. Ở phía xa xa kia là nhà ga T2 đi quốc tế các bạn ạ. Chỗ này là của Vietnam Airlines các bạn ạ. Mấy cái sảnh này là ở phía đầu này là của Vietnam Airlines. Đây mọi người, hành khách đang di chuyển tới nhà ga. Đây các bạn ơi, bên trong nhà ga T1 đi nội địa các bạn này. Chỗ này là khu vực của Vietnam Airlines. Hôm nay mình bay Vietjet, mình phải đi lên phía đằng trước kia. Bây giờ mình đi lên đằng kia để ra chỗ khu vực của Vietjet. Đây, mọi người đang làm thủ tục. Cái chỗ này là cửa ra tàu bay từ số 1 đến số 12. Từ số 1 đến số 12. Đây các bạn ạ, chỗ này là cửa đi vào tàu bay đấy. Còn chỗ này là khu vực cân hành lý. Nhà ơi, chỗ này là cái sảnh của Vietjet. Đây các bạn. Lên trên chỗ đoạn kia thì là của Bamboo. Đây các bạn, chỗ của Vietjet check in đây. Khu vực của Vietjet, của phía đằng trước kia là của Vietnam Airlines. Còn đi lên trên đằng này thì là của Bamboo các bạn. Đi thôi, cứ đi ăn, răng kia, cái đây. Hello, xin chào. Mình vừa check in xong, bây giờ đi vào chỗ để lên tàu bay các bạn này. Đây mình đang đứng ở bên trong cửa lên tàu bay. Cửa lên tàu bay của mình là số 13. Yeah.
xe buýt ra tàu bay. Mình lên máy bay đây các bạn ạ. À. Đây là con Vietjet. Kìa đây. Chụp ảnh không? Cho bố kéo. Đấy, máy bay Vietjet đấy các bạn ạ. Ra vào nhàn nhá. Ok. Tao đi đằng kia à? Chạy xa ra chỗ này ra. Đây cả F3 luôn. Cái này để bố. Bây giờ mình đã vào trong máy bay, mình đang đi tìm ghế. Đấy, để bố vào trước, để bố vào trước, tiến lên đi, để bố vào trước, tiến lên đi, để chồng vào trước. Thank you.
đến rồi, đến gì nữa. Mẹ ra, mẹ ra rồi. Chỗ này lần trước con đến rồi. Chỗ bảnh đây đúng không? Thế đi ra. Thế nên mình đã xuống sân bay Cần Thơ, kết thúc quá là hành trình từ Nội Bài đến Cần Thơ. Đấy. Ở đây là bên ngoài sân bay Cần Thơ, chỗ đậu xe. Đây các bạn, đấy, đây, phía bên ngoài sân bay Cần Thơ. Ôi, chuyến hành trình từ Nội Bài đến Cần Thơ của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt cả nhà nhé. Đây, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Đấy, mình đã tới cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Đấy.